cũng trong sáng nay, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tọa đàm sở hữu trí tuệ phụ nữ trên đường băng thương hiệu Việt. Tham dự tọa đàm có đại diện các sở ban ngành, ủy ban nhân dân và phòng kinh tế các huyện thành, các trường đại học, các tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại tọa đàm, các đại biểu đã được chia sẻ về những thuận lợi khó khăn để hình thành nên các tài sản trí tuệ cho viện và trường, cũng như ứng dụng những tài sản trí tuệ vào thực tế để hình thành nên các mô hình khởi nghiệp ngoài trường đại học, tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong môi trường hội nhập hiện nay, cùng những chính sách hỗ trợ mà Sở Khoa học Công nghệ tỉnh sẽ triển khai trong thời gian tới. Theo thống kê của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, tính đến tháng 3 năm nay, chỉ có 16% chủ thể các nhà sáng tạo nữ có tên đăng ký bảo hộ sáng chế. Tại tọa đàm, ý kiến các vị khách mời cho rằng sở hữu trí tuệ hiện chưa thực sự được quan tâm đúng mức, đặc biệt đối với phụ nữ là chủ doanh nghiệp. Qua tọa đàm góp phần nâng cao sự am hiểu của nữ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nữ doanh nhân.